Con xịt cái gì ạ? Xịt gì ạ? Dầu thơm cho mẹ. Tại vì mới thay đồ hồi sáng. Nãy con nói mẹ trên, mẹ dưới là sao? Là ý là ở trên có một chai, ở dưới có một chai riêng, ở trên có một chai riêng nữa chú. Này xịt cho mẹ hả? Dạ, xịt cho mẹ. Chai dầu thơm riêng rồi ở dưới có chai dầu thơm riêng hả? Dạ, có hai chai riêng á. Đã quen. Mỗi một mẹ là riêng hết Nhật. Dạ, mỗi một mẹ là riêng hết, là dưới áo rồi trên mão nữa chú. Ngày nay con mua hay gì hay hay? Dạ mẹ cho. con mua cho con. Vậy đó hả? Dạ. Ngày nào cũng xịt cho nha. Dạ, khi nào mình tắm mẹ hoặc là mình thay đồ cho mẹ mình mới xịt thôi chú. Rồi khi nào tắm? Dạ bữa hổm chăn mừ mình tắm cho mẹ rồi, hôm nay khi nào tới Tết nữa mình mới tắm thêm một lần nữa. Nhưng mà khi nào mà con xịt hoài là khi nào? Ngày nào cũng xịt hay sao? Dạ tới bữa gầm hoặc là kỵ mẫu con mới xịt. Cũng như tới ngày lễ thì là xịt cho nó rồi sạch sẽ rồi ha. Dạ. Trời ơi, cái chỗ của cậu bé nè. Bé thật trang nghiêm quá. Quá trang nghiêm. Tắm cấp luôn ha. Mấy cái tấm hình vẽ rồi hả này? Dạ trong tủ hết trơn rồi chú. Vậy nè. Cảm ơn mọi người, hôm nay quay trở lại thăm cậu bé thích vẽ tranh Phật nha. Đó thì lại thì gặp cháu nó cũng vừa mới cúng xong. Ngày nào con cũng trì chú được yên tâm Nhật. Dạ. Ngày nào cũng trì chú hả? Mỗi buổi chiều hả? Dạ mỗi buổi chiều. Buổi sáng không? Dạ không, tại buổi sáng con đi học. Sáng đi học ha. Dạ. Mà chiều là ngày nào cũng dị chấn ha. Nguyện hương, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất gấp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề chọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tầu gia hộ, tâm bồ đề kiên cố xa bệ khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh, nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát, Thiên thủ Thiên nhãn vô ngại Đại bi Tâm Đà La Ni, nam mô Hắc Ga Đát Na Đa Đa Già Gia, nam mô A Vị Gia Bà Lô Kiết Đế Trước Bát Ga Gia, Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tất Bàn Gia Phật Dễ Số Đát Na Tát Tọa, nam mô Tấn Kiếp Lần Đỏ Y Mông A Vị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ga Lăng Đà Bà, nam mô Na Na Cầm Trì Hê Gị Ma Ha Bàn Ra Sa Đế Tắc Bà A Tha Đậu Du Bằng A Đệ Dẫn Tắc Bà Tát Na Ba Đa Bà Già Ma Phạt Đợt Đầu Đát Kiệt Ha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca La Đế Nhi Hê Nhị Ma A Bồ Đề Tát Đỏ Tát Bà Tát Bà Tát Bà Ma Ga Ma Ga Ma Hê Ma Hê Vị Đà Dẫn Cu Lô Ít Mông Đồ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà La Địa Nghị Ni Đất Phật Ga Gia Giá La Giá La Mà Phật Phật Ma Ga Bục Đế Lệ Nhi Hê Thất Na A Ga Xâm Phật Ra Xá Lợi Phật Xâm Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hô lô hô lô hô lô hô lô hơi gị ta ga tất gị tất gị tất gị tô lô bồ đề dạ 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 nhi hế dị gia gia tất đà dạ ta bà ha giả kiết gia tất đà dạ ta bà ha ta bà lợi thắng ít gia dạ ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma bà lợi thắng ít gia dạ ta bà ha nam mô hắc gia đát na đa đa dạ gia nam mô a gị gia bà lô kiết đế thức bà gia dạ ta bà ha án tất điện đô mạc ba đơ bạc xà dạ ta bà ha án tất điện đô mạc ba đơ bạc xà dạ ta bà ha Án tất điện đô mạc ba đa bạc xà dạ ta bà ha nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ làm gây ra tạo nhiều từ kiếp trước đến nay. Những tội lỗi con đã tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình. Những tội lỗi do bởi tham, sân, si, vô mạng ngã, vô minh che lấp. Từ nay, mọi ngày con xin kiểm soát hành động, tư duy, sửa sai và xin nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Dầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Nam mô Bạc Già Bạc Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ga Xà Giả Đát Ha Ít Ga Dạ Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xả Tam Một Tiết Đế Có Ha. Nam mô Bạc Già Bạc Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ga Xà Giả Đát Ha Dạ Hắc Ga Hắc Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia Đát Tiệt Ha Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xả Lũ Lô Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ga Xà Giả Đát Ha Ít Ga Dạ Ta Ga Hắc Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia Đát Tiệt Ha. Nam mô Bạc Già Bạc Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ga Xà Giả Đát Ha Điếc Ga Dạ Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xả Tam Một Tiết Đế Tó Ha. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Cái đó là chú Dược Sư đó. Dạ chú, thần chú của Đức Phật Dược Sư. Là cái gì là Phật này đấy nè. Dạ. Ở lần con có nói là Ngài là chuyên cứu những chúng sanh mà bị bệnh đấy chú. À, dễ ha, là cái tấm hình con dễ ha. Dạ, một tay cầm tháp và một tay bắt ấn, thiền định. Nhưng mà chú lại thăm lần này thì chú thấy là có mấy cái tấm hình lạ. Mấy cái này là sao vậy? Dạ con với bà ngoại con đính đá. Con lại dẫn chú lại, bên đây là gì? Dạ đầu tiên đến thế giới là giáo chủ cõi Ta Bà. Là đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là Phật Tổ đó chú. Ở bên đây. Bên đây là Đức Phật A Di Đà. Tại vì Đức Phật A Di Đà với lại Đức Phật Tổ là hai anh em chung. Bởi vì con mới để hai ngày là chung một cõi đó chơi chú. Ở bên đây là quá quen thuộc với chúng ta là Bồ Tát Đại Thế Chí và Bồ Tát Quan Âm. Đại Thế Chí là bên đây, bên đây. Dạ bên đây, đây cầm hoa sen à. Còn bên đây là Bồ Tát Quan Âm. Những cái tấm hình trước đâu? Dạ con đem vô chứ. À. Tại thấy nhỏ quá. Nhỏ hả? Dạ. Cái này là thỉnh hay là sao? Là... Dạ có một người lại cho con ấy chứ. Rồi con người mình đóng cung ha. Dạ mình đóng cung. Đính đá. Mình đỏ không ra mình đính. Ừ, là con với ngoại đính luôn hay gì? Dạ. Lâu không? Dạ 3 ngày rồi chú. 3 ngày là một tấm hay là sao? Một tấm đó chú. Một tấm 3 ngày. Dạ Tây Phương Thánh Chúng chồng con đính 6 ngày đó chú. Dạ 48 vậy đó. Rồi hồi chút con dẫn chú vô. Ờ. Còn bên đây còn là... bên đây Đức Phật Dược Sư thì có 2 ngày. Tại vì Đức Phật này là do một mình con đính đó chú. Bởi vì nó mau. Là Đức Phật này làm chị tất chị cả tất cả các bệnh của chúng sanh. Rồi bây giờ mình còn bên đây luôn. Dạ bên đây là Bồ Tát Di Lặc. Thầy đó, đây hình thầy. Dạ đó hình thầy. Thầy còn đây Di Lặc. Còn đây Phật nằm mà. Dạ bên đây là Đức Phật Thích Ca nhập đại Niết Bàn. Niết Bàn ha. Dạ. Cái này con đính đá rồi đúng không? Dạ con đính. Cái bức này con đính có 2 ngày. Còn bên đây là Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dạ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ồ cái này có mặt đây đây. Dạ bên đây là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát là ứng thân của Bồ Tát và trong chú Đại Bi đó chú. Câu đầu là Thiên Thủ Thiên Nhãn vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ừ. Ứng thân là cũng là một vị Bồ Tát ha. Dạ mà cũng là một vị Bồ Tát. Rất là nhiều vị phải không? Dạ ứng ra nhiều vị. Có 33 ứng thân của Bồ Tát Quan Âm năm chú. Một bức tranh vậy là mình đến đó 3 ngày vậy ha. Dạ. Đây con dẫn chú vô coi bên trong Tây Phương Thánh Chúng. Bắt đèn lên vậy. Chỗ của cháu Nhật thờ rất là trang nghiêm như là trong gia đình. Ồ, đẹp quá ha. Dạ đây là Tây Phương Cực Lạc Thánh Chúng A Di Đà Phật là gần là 48 vị. 48 vị con đính tròn chẳng trong 6 ngày. Đính đá 6 ngày ha. Dạ. Ba vị Phật là con đính có 1 ngày rưỡi thôi.
Còn bao nhiêu vị còn lại là con đính bao nhiêu giờ? Con đi Tây học giờ là con đính. Là thánh chúng Ai Di Đà Phật. À, chú thấy con chia sẻ như là mình có hiểu được mấy cái vị này không? Dạ thì mấy vị Phật xung quanh á thì con không có biết rành lắm, nhưng mà ba vị Phật chính giữa này thì ai chắc cũng quen hết rồi. Tam Thế Phật hả? Dạ Tam Thế Phật. Tam Thế Phật hả? Dạ bên đây là Bồ Tát Địa Tạng. À. Bên đây là chú. Còn bên đây nữa là một Kiền Liên Bồ Tát. Một Kiền Liên ở phía trên nó dạng dạng ha. Dạ. Dị dạng ha. Sát bên đây nè chú. Rồi rồi. Dạ bên đây là tiên nữ. Tiên nữ. Tất cả từ đây lên đây là ứng thân của Bồ Tát Quan Âm hết. À, ứng thân hết ha. Dạ. Ứng thân của Bồ Tát chứ không phải là tiên nữ nè. Dạ không, tiên nữ là riêng ở dưới tiên đây ba vị. Tiên nữ là bay dưới này không? Dạ. À. Và ở trên đó có một vị ở sau của con công đó chú thấy không? Ừ. Là Khổng Tướng Minh Vương. Là ngài là không có nằm trong ứng thân của Quán Thâm Bồ Tát. Và bên đây nè, xích chú mẹ mẹ Quan Âm, đây là Bồ Tát Đại Thế Chí nè chú thấy không? Ừ. Bồ Tát Đại Thế Chí và trên đó là Bồ Tát Quan Âm. Là nhiều ứng thân của mấy mẹ á chú. Cái này là con có tìm hiểu không? Dạ không, cái này con biết. Rồi à, xung quanh thì những có những chư Phật ứng hiện nè. Ừ. Nên là Tây Phương Thánh Chúng. Khi mình mạng chung thì sẽ có 48 vị đến tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Thấy dưới góc hình là có những cái vị gì ngồi đó đó mà hào quang của Phật A Di Đà gọi xuống đó. Dạ chú thấy không, bên đây là hào quang Đức Phật từ đây chiếu xuống này chú. Ừ. Đây những người mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ này chú. Ừ. Là sẽ được thành Phật và ngồi trên bông sen Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Mạng chung lúc mạng chung đó Phật dạ. Đến tiếp dẫn về đó. Dạ. Con biết mấy cái gì này cũng nhiều ha. Cái này là tự con biết hay là sao, hay là con? Dạ con biết, tại vì mấy vị này rất là quen luôn á chú. Con có tìm hiểu không? Con có tìm hiểu ở đâu không? Dạ không, mấy cái gì mấy vị này là rất là quen với con nên con biết trong Tây Phương Thánh Chúng á chú. Rất là quen với con là sao? Ý là con nhìn ví dụ như Đức Phật A Di Đà màu đỏ ở đây là mình sẽ quen, tại vì mình nhìn Đức Phật A Di Đà rất là nhiều. À. Nên mình quen. Bồ Tát Đại Thế Chí á, đặc biệt của ngài là cầm cành bông hoa sen. Ừ. Là mình quen nữa. Còn Bồ Tát Quan Âm là quá quen thuộc rồi, cầm tịnh bình với lại dương liễu. Đó là mình nhận diện như thế. Còn Bồ Tát Địa Tạng ở đây thì một tay cầm minh châu, một tay cầm tích trượng. Còn một Kiền Liên á, thì một tay cầm cái bình bát. Trong cái giữa cõi trời và cõi Phật là cõi nào là an lạc, cõi nào là... Dạ tất nhiên là cõi Đức Phật A-di-đà. Tại trên đó trong kinh Đức Phật A-di-đà là sẽ không có những tật bệnh. Nên là Đức Phật cảnh giới của Tây Phương rất là an nhàn. Như là bất di bất diệt là không còn luân hồi hả? Dạ. Không còn luân hồi, không còn bệnh tật nữa. Ừ. Như trên cõi cõi trời, cõi tiên là cũng vẫn còn luân hồi hay sao? Dạ. Mình ví dụ như tiên á, thì mình cũng phải làm một chút á. Con không biết cái này phải đúng không nghe chú. Ừ. Nhưng mà theo con á, là tiên á, là sẽ cũng bao lâu á. Rồi lỡ khi mình có phạm tội á, mình là ví dụ con ví dụ cho nghe, mình lỡ khi mình làm bể chén dĩa gì đó, cái xong rồi mình phải đổ xuống trần gian nữa. Nên là cảnh giới Đức Phật A-di-đà rất là an nhàn. À, cõi Phật là an lạc ha. Dạ. Tức là cõi Tây Phương đúng không? Dạ.